Tôi kết thân mong ước của ngày xanh, rồi mai đây anh là đất em hằng. Con xin cảm ơn các quý vị đại biểu, các vị khách quý. Khi anh nói yêu em, vườn cây đầy hoa trái. Khi anh nắm tay em, nơi xa xăm tay chỉ còn ánh trăng mờ. Và khi chúng ta yêu nhau, chẳng nghe tu nào làm con tim ta yêu về. Ôi Việt Nam, đất nước tình yêu, bên lấy che xanh xây nhiều công. Xa nhau gặp nhiều mùa hoang biển thương anh vui tháng dài. Ôi Việt Nam, đất nước tình yêu, anh dắt em đi hôn nhiều kỷ niệm cùng yêu ước mơ. Cuộc sống mãi mãi đang chờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Kính thưa toàn thể quý vị, thưa bà con, trong những không khí mở màn của buổi sáng ngày hôm nay vô cùng tuyệt vời, chúng ta đã được cùng lắng nghe tiếng hát vô cùng ngọt ngào và sâu lắng đến từ nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàn và nữ ca sĩ trẻ Hoàng Yến. Và xin quý vị một lần nữa xin hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để cảm ơn hai nghệ sĩ trong buổi sáng ngày hôm nay, đúng không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và những tràng vỗ tay thật lớn vừa rồi của quý vị đã thay cho lời mở tràng của chúng tôi để xin được nồng nhiệt, xin được hoan hỉ chào đón toàn thể các quý vị khách quý, các tăng ni Phật tử, bà con nhân dân trong xã và du khách thập phương đã cùng có mặt và đến tham dự đại lễ khánh thành tu tạo đền Đức Thánh Đờn cung Tam Bảo ngày hôm nay. Kính thưa các quý vị khách quý, các quý vị đại biểu, chúng ta đang cùng có mặt tại đền Đức Thánh Đờn, đền thờ của tướng quân Nguyễn Công Đàn, hay còn gọi là Nghè Đờn, là vị thành hoàng làng của xã Hành Đoan, nay là xã Hoàng Thịnh. Đền thờ của ngài tọa lạc tại giữa cánh đồng tam tổng của các xã Hoàng Thịnh, Hoàng Đồng, Hoàng Lộc, Hoàng Quang, Hoàng Long, Hoàng Minh và Hoàng Vinh, hướng về núi Rồng, núi Ngọc và sông Mã. Đức Thánh Đờn được nhân dân trong và ngoài xã thờ cúng trang nghiêm và tôn kính. Xin được trân trọng kính giới thiệu sự hiện diện của các quý vị đại biểu, các quý vị khách quý. Về phía đại diện chính quyền xã Hoàng Thịnh, xin trân trọng kính giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Lê Công Bằng, Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Hoàng Thịnh. Xin trân trọng kính giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Lê Bá Hải, Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hoàng Thịnh. Chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu đến toàn thể quý vị sự hiện diện của các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, trưởng các tổ chức chính trị xã hội đặc thù, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp, Bí thư của 12 chi bộ, thôn trưởng 9 thôn, cùng đông đảo bà con nhân dân xã Hoàng Thịnh cùng có mặt trong buổi khánh thành ngày hôm nay. Xin một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón. Và thưa quý vị, đến tham dự với buổi đại lễ khánh thành ngày hôm nay, chúng ta cũng vô cùng vui mừng và hoan hỉ khi được chào đón đến đây là sự hiện diện của một nhân vật vô cùng quan trọng và đặc biệt với tất cả chúng ta. Chúng con xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Thanh Đàm, Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cùng các quý vị Thượng Tòa Đại Đức về tham dự. Xin một tràng vỗ tay thật lớn hơn nữa được không ạ? Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đến toàn thể quý vị là sự hiện diện của một người con quê hương của xã Hoàng Thịnh, một người nhân vật rất là đặc biệt và rất gần gũi với tất cả chúng ta. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Hoàng Văn Ninh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực, nhà tài trợ cho toàn bộ công trình tu tạo Tam Bảo đền Đức Thánh Đờn. Chúng con xin được trân trọng kính giới thiệu và mời lên sân khấu sự hiện diện của Hòa Thượng Thích Thanh Đàm, Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sẽ tiến về sân khấu để nhận những lãng hoa tươi thắm đến từ các Phật tử ngày hôm nay. Ngày hôm nay nắng ấm chan hòa, chim hót reo ca và thực sự là an lạc và hoan hỉ đối với tất cả chúng ta khi được chứng kiến hình ảnh tuyệt vời vừa rồi. Và một lần nữa xin một tràng vỗ tay thật lớn thưa quý vị. Chúng con xin được trân trọng cảm ơn Hòa Thượng Thích Thanh Đàm, Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Con kính thưa Hòa Thượng Thích Thanh Đàm, Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các quý thượng tọa và đại đức. Kính thưa các quý vị đại biểu, các vị khách quý, thưa toàn thể bà con nhân dân, quý khách thập phương, trong niềm vui hân hoan phấn khởi của cán bộ nhân dân trong xã và con em hàng thịnh xa quê đang sinh sống, học tập, công tác trên mọi miền đất nước về sự đổi mới, phát triển trên mọi lĩnh vực của quê hương Hoàng Thịnh trong thời gian qua. Tháng 8 năm 1995, đền thờ Đức Thánh Đờn được khôi phục trên nền móng cũ.
xin được trân trọng cảm ơn ông Lê Bá Hải, Phó Chủ tịch, Phó Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, Trưởng ban Quản lý di tích đã phát biểu khai mạc cho chúng ta ngày hôm nay. Và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời lên sân khấu được sự hiện diện của ông Lê Ngọc Trinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã. Các quý vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân và quý khách thập phương, thay mặt ban tổ chức và cung tam bảo, kết quả tu đạo xây dựng đền thờ Đức Thánh Đờn cung tam bảo, đền thờ Đức Thánh Đờn được xây dựng từ thế kỷ thứ 12, các xã Hoàng Thịnh, Hoàng Đồng, Hoàng Lộc, Hoàng Quang, Hoàng Long, Hoàng Minh, Hoàng Vinh và hướng về núi Rồng, núi Ngọc. Rất là đặc biệt, thưa quý vị, xin được trân trọng đại diện cho các gia đình, những người con của quê hương và các Phật tử cung tiến sẽ tiến về sân khấu phát biểu và cảm tạ. Đó chính là sự hiện diện của ông Hoàng Văn Minh. Xin được trân trọng kính mời. Xin một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Và những người con quê hương, tôi xin gửi đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hoàng Thịnh lời chúc mừng nhiệt liệt tại buổi lễ khánh thành tu tạo Đức Thánh Đờn ngày hôm nay. Có thể nói, sự kiện ngày hôm nay, ngày 6 tháng 8 năm Mậu Tuất, là một trong những sự kiện quan trọng, đáng nhớ của bà con xã Hoàng Thịnh nói riêng và nhân dân trong khu vực của Tam Tộc. Sự tâm linh, linh thiêng hội tụ ở nơi đây dưới ánh sáng của Pháp, Phật Pháp, Thánh Mẫu đã kết nối trọn vẹn được ý đảng, lòng dân, tình đoàn kết gắn bó của bà con đi xa về gần, là sự chung sức, chung lòng, là sức mạnh tổng hợp của toàn thể nhân dân trong xã, trong huyện và khu vực. Có thể nói, kết quả ngày hôm nay là sự chung tay ủng hộ, chia sẻ, đóng góp công sức của toàn thể bà con quê nhà, các bạn bè thân hữu gần xa. Gia đình chúng tôi hết sức vinh dự và tự hào là được người khởi xướng tu tạo, xây dựng quần thể hạng mục, các hạng mục đền Đức Thánh Đờn. Chúng tôi vô cùng cảm kích sự tận tâm, tận lực của ban quản lý xây dựng đền, sự chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền nhân dân, Mặt trận Tổ quốc xã Hoàng Thịnh và bà con trong xã. Đặc biệt, chúng con vô cùng trân quý tình cảm, sự quan tâm của Hòa Thượng Thích Thanh Đàm cùng các đại đức, các hòa thượng, các đại đức đã cùng chúng con an lạc, thành tâm phát nguyện thay mặt gia đình và những người con xa quê. Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc và chân thành đến các quý thầy, xin cảm ơn các quý Phật tử đã phát tâm, xin cảm ơn Đảng bộ, chính quyền, các cấp, bà con đã cùng chúng tôi có được thành tựu khu di tích lịch sử văn hóa tâm linh ngày hôm nay. Ngày hôm nay, công trình tu tạo Đức Thánh Đờn đã hoàn thành khang trang theo đúng tâm nguyện và sự hoan hỉ đông đảo của bà con nhân dân trong xã gần xa. Công trình không chỉ là nơi bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử văn hóa tâm linh mà còn là biểu tượng của tình yêu chân quý quê hương trong mỗi chúng ta. Chúng tôi mong muốn và tin tưởng rằng công trình đền Đức Thánh Đờn là nơi gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa, tâm linh, là nơi tham quan, là nơi điểm đến của đông đảo bà con nhân dân trong các dịp lễ Tết, làm sâu sắc thêm truyền thống đạo lý văn hóa dân tộc Việt Nam trên quê hương nhà. Với những đóng góp chưa phải là to lớn của chúng tôi, nhưng tôi tin rằng những thành tựu đã đạt được chính là chìa khóa, là bản lề mở ra một cánh cửa văn hóa tâm linh để hồng ân Phật Pháp,
tiên thánh đến với quê hương thôn xóm của chúng ta. Kính thưa các quý thầy, kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể bà con, trong niềm hoan hỷ ngày hôm nay, chúng tôi không thể bày tỏ hết được tấm lòng mình, chỉ biết thêm một lần nữa xin gửi đến sự lời cảm ơn chân thành đến các đơn vị, các bạn bè cùng nhân dân trong xã đã quan tâm hỗ trợ cung tiến chia sẻ để công trình được hoàn thành và khang trang như ngày hôm nay. Đặc biệt xin được cảm ơn đến Hòa Thượng, các Thượng Tọa và Đại Đức Thích Trân Thơ Phương đã dành thời gian quý báu để chủ trì tụ kinh làm lễ trong suốt thời gian mấy ngày hôm qua. Xin cảm ơn tất cả các quý vị, bạn bè của gia đình, của địa phương đã về dự lễ dâng hương cho Phật Thánh ngày hôm nay. Tôi tin tưởng rằng Phật tử, bà con đến chiêm bái đảnh lễ ngôi chùa này cũng đều mang lại sự an nhiên, sự an lạc, hoan hỷ như chính gia đình chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn. Thưa quý vị, và ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một khoảnh khắc vô cùng quan trọng. Chúng tôi về đây rất là vui mừng dự lễ tán thán công đức các gia vị đã có công có của để xây dựng ngôi bảo nôi thánh di tích lịch sử này đã được trang nghiêm. Chúng tôi xin chân thành để cầu nguyện chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng gia hộ các gia vị được dồi dào sức khỏe, gia đình an khang thịnh vượng, phát tài tài lộc, tăng phúc tăng thọ, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Chúng xin chân thành cảm ơn Nam Mô A Di Đà. Con xin cảm ơn Hòa Thượng Thích Thanh Đạo, cả vật chất và tinh thần đến từ các nhà hảo tâm, những người con có lòng với quê hương đất nước. Và trong buổi lễ đại lễ khánh thành cung Tam Bảo đền Đức Thánh Đường ngày hôm nay, chúng tôi xin được muốn dành những lời cảm ơn lên sân khấu là sự hiện diện của các quý vị sau đây. Trân trọng dành những tràng đón đại diện gia đình ông Phước, bà Hương sẽ cùng lên sân khấu với chúng ta. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, trưởng ban quản lý di tích. Một lần nữa xin dành một tràng vỗ tay thật lớn để hoan hỉ cảm ơn các nhà hảo tâm của chúng ta trong ngày hôm nay. Xin được trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Thị Thúy Hương, ông Bùi Xuân Dũng, ông Hoàng Hùng. Đến với nghi thức cắt băng khánh thành cho cung Tam Bảo của đền Đức Thánh Đờn, đền thờ tướng quân Nguyễn Công Đàn, hay còn gọi là Nghè Đờn, vị thành hoàng làng của xã Hành Đoan, nay là xã Hoàng Thịnh. Nghi thức xin được phép bắt đầu. Xin chào những tràng vỗ tay thật hoan hỉ để chúc mừng cho đại lễ khánh thành của chúng ta, thưa quý vị. Vậy là kể từ ngày hôm nay, đền Đức Thánh Đờn cung Tam Bảo đã chính thức được thành. Thank you.